Xin chào các bạn, Khang Audio tranh thủ cái hậu cảnh đang có những các cái đôi loa Bookshelf Acoustic B12 mà Khang Audio ra mắt để làm video giới thiệu thực tế những cái đôi loa mà do Khang Audio làm để gửi bán đến các bạn. Đôi loa Acoustic B12 có cái chiều rộng là 21, chiều cao là 30 và sâu là 20 cm, được làm bằng gỗ óc chó sơn phủ mờ e căng thì hạt gạo. Và loa này là do Khang Audio mua và dựng lên với cái cấu hình dòng loa Bookshelf Monitor rất là hay. Đôi loa này có cái công suất là 80W và loa chép là chép dom mà màng lụa. Loa bass là đường kính 12 cm, màng là bằng carbon và gân cao su. Đây là một trong những cái đôi loa Mỹ mà Khang Audio mua có chất lượng rất là cao. Và nó là nam châm kép để cho được một cái từ lực rất là mạnh, chịu đòn rất tốt. Và đôi loa này Khang Audio khi làm xong đã đối chiếu so sánh với nhiều đôi loa monitor đắt tiền với tầm giá khoảng độ từ 20 cho đến 25 triệu đang bán trên thị trường, thì những đôi loa đó cũng không vượt qua được đôi loa mà Khang Audio đang làm ở đây. Chúng tôi thưa với các bạn, chúng tôi bán đôi loa này với giá là 4 triệu và giao hàng toàn quốc. Đôi loa này giúp cho các bạn chơi rất dễ, phối ghép được rất dễ với nhiều các cái ampli đang có ở trong gia đình của các bạn, hoặc là những các cái ampli mà các bạn dự kiến mua ở những cái siêu thị AV, hoặc là các bạn có thể mua trực tiếp từ Khang Audio những cái ampli mà chúng tôi có với công suất từ 50W đến khoảng 200W đều có thể chơi tốt với cái ampli này. Và thưa các bạn, cái chiếc loa mà chúng tôi làm ở đây ấy, có một cái điều rất đặc biệt. Các bạn có thể nhìn thấy xung quanh chiếc loa này không có một vết ghép, đúng không? Chúng tôi đang làm nó không có một vết ghép nào hết, không có một cái chỗ nào để bắt vít để thấy rằng đôi loa này mở hậu hay là mở mặt cả, vì đây là một trong những cái loa Bookshelf mà Khang Audio muốn tạo ra cái sự hoàn thiện tốt nhất cho nó. Đấy, các bạn nhìn thấy. Và chúng tôi sử dụng gỗ phân 1/8 hoàn thiện, gỗ óc chó sơn phủ mờ, và chúng tôi đưa cái phương pháp bắt củ loa vào đằng trước, sau đó rồi hoàn thiện cọc loa ở phía sau, dẫn đến các bạn nhìn thấy một cái đôi loa mà rất là đẹp, kín kẽ mà không có một cái vết nào thể hiện được rằng là có phải lắp đặt cả. Ngay sau đây thì mời các bạn trải nghiệm thử cái đôi loa này bằng một cái ampli test. Ampli này và công suất 100W, mạch class D. Chúng tôi chọn cái bài để mời các bạn nghe thử đĩa. Một lần răng rửa các bạn nhé. Khi mới thương nhau anh hay nắm tay anh dặn dò, cho dù cuộc đời là bể sâu trái ngang, đã thương nhau mình sắt son. Chiều nay anh về phố nhỏ, hẹn tôi đón anh. Anh viết trong thư, chờ anh em nhé, chuyến tàu cuối ngày. Tôi đến sân ga, trời chiều lộng gió, hôn hút đường tàu. Thưa các bạn, Khang Audio sẽ tiếp tục làm những cái video test trên cái hệ thống đầy đủ gồm có ampli, loa và các cái thiết bị phụ kiện trong một cái không gian gợi ý để cho các bạn lựa chọn. Đây là một trong những cái đôi loa mà có chất lượng âm thanh rất là hay
bởi vì đây là loa Mỹ và đây là một trong những cái đôi loa mà có màn carbon gân cao su, nó rất là full các giải tần. Chúng tôi đã mua được những cái hàng này ở nước ngoài chất lượng cao về, sau đó rồi chúng tôi setup vào đây để tạo thành một cái đôi loa mang cái kiểu dáng dòng loa monitor, dòng loa kiểm âm để giúp cho các bạn chơi trong cái không gian gia đình nhỏ. Khang Audio tiếp tục mời các bạn trải nghiệm ở những cái video tiếp theo để giới thiệu về dòng loa Acoustic B12 với giá 4 triệu, giao hàng toàn quốc, dùng thử 7 ngày các bạn nhé. Khang Audio xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.